Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cả nhà mình sử dụng dòng máy đo nồng độ oxy trong máu hiệu Kaneko. Đây là một trong những dòng máy mà uy tín ở Việt Nam. Thì trên thị trường giá thì tầm khoảng 100 mấy chục ngàn cho đến gần 2 triệu một cái máy. Nhưng mà trong video trước đó Hoàng Sơn có chia sẻ rồi. Ví dụ như hàng Trung Quốc mà 100-200 ngàn đó, thì cái độ chính xác nó không có cao, thì thường Hoàng Sơn khuyên mà con mình không có nên đo, tại vì đo mà cái độ chính xác không cao thì thôi khỏi đo là cho tốt ha. Còn những dòng máy chính hãng á thì được bảo hành nè, và kiểm định chất lượng là chuẩn ok và có công ty chịu trách nhiệm. Và bên cạnh đó còn có những cái dòng máy giống như hàng giả hàng nhái á, ví dụ giống như hàng thương hiệu là 1 triệu nhưng mà hàng giả nhái thì nó rẻ hơn nửa giá, thì Hoàng Sơn cũng có chia sẻ rồi, mình không có nói riêng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng này ha. Và đây là 3 dòng máy trên thị trường mà rất là nhiều người xài. Cái máy này thì tầm khoảng 800 ngàn đó, hàng của hãng. Nhưng mà nếu mà cả nhà mình quan tâm á, thì có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn để cập nhật giá mới và xem các chương trình trợ giá của hãng hay không. Rồi bây giờ mình khui máy nha. Đây là dòng Kaneko đó. Mở hộp máy ra. Rồi bên trong máy mình rất là gọn ha. Thì mình sẽ có một cái máy và một cái vỏ, một cái vỏ chống sốc rất là dẻo ha. Cả nhà mình có thể để luôn cũng được, để này màu sơn mở ra cho cả nhà mình tham khảo. Và có số seri của máy đầy đủ nè. Bây giờ mình sẽ gắn pin nha. Thì cái máy này cũng như những dòng máy khác đo là chỉ có một nút mở thôi và cài đặt trên một nút này đó. Rồi bây giờ mình sẽ thay pin. Rồi bây giờ mình mua pin á, thì mua pin tốt xíu cả nhà ha. Pin khô để lâu trong đây không chảy pin hư máy. Còn nếu mà lỡ mà tìm không ra cái pin khô á thì mình mua pin rẻ tiền thì xài xong nên lấy ra để chảy pin hư máy uổng. Tại vì dòng máy này nó xài cũng được rất là nhiều năm, rất là bền đó, mà chảy pin thì hãng nó không có bảo hành nên là rất là tiếc. Rồi thì đầu tiên á là trước khi đo thì mình ngồi nghỉ khoảng 5-10 phút. Ví dụ mình đang lao động này nọ, giống như đo huyết áp mà mình tim mình đập nhanh lên thì máu huyết mình nó thay đổi thì vẫn đo được, nhưng mà nó không có nói lên được cái sức khỏe của mình ấy có ổn hay không. Rồi khi mà mình ngồi nghỉ rồi thì mình ngồi thoải mái nha, rồi bắt đầu mình sẽ kẹp vào cái tay mình nè. Mình giống như mình để trên mặt bàn và mình để úp xuống đó, thì khi cái máy mình kẹp thì mình cũng có thể vừa nhìn thấy cái bàn tay mình, lưng bàn tay, và có thể nhìn thấy được cái màn hình luôn. Rồi cả nhà ha. Rồi khi đo là mình chỉ cần kẹp ngón tay vô và để đúng vị trí vậy ha, thì nó sẽ có một cái đèn soi vô đầu ngón tay mình. Rồi mình bấm nút nè. Rồi cả nhà mình theo dõi. Rồi mình coi cảnh cảnh nha. Rồi, đang đo nồng độ SpO2 đó là 97% ha. Và nhịp tim mình từ khoảng trung bình khoảng 85. Đây cái số này là 85. Tức là đây là cái sóng báo là nhịp tim của mình nè. Còn bên đây là cái nó đang đo được 96-97%. Tức là cái oxy trong máu mình nó trung bình trên 49-4% là ok lắm rồi. Trên 96% là tốt cả nhà ha. Và nó sẽ luôn thay đổi cái này tí xíu, nó sẽ dao động một chút. Giống như tim mình khi mà mình đập nhanh thì nó sẽ cung cấp oxy nhiều hơn. Còn khi mà mình làm việc nhiều thì nó cung cấp oxy nhiều hơn. Còn nên là mình phải theo dõi thường xuyên. Và ví dụ giống như ban ngày, mặc dù ban ngày là mình đo nồng độ oxy là đủ, nhưng mà khi ban đêm á mình đang ngủ mà gia đình mình đo, người khác đo cho mình thấy thiếu thì mình cũng cẩn thận sức khỏe ha. Có thể mình hỏi thêm ý kiến của bác sĩ để xem cái tình trạng hô hấp của mình. Nhiều khi thiếu máu trong cơ thể thì cũng có rất nguy hiểm. Thì Hoàng Sơn có cái chủ đề nói về oxy trong máu và nhiều hay ít hay là có nguy hiểm thế nào khi bị thiếu. Rồi nếu mà dưới 94% là cũng khá nguy hiểm cả nhà ha, để mình có thể nhờ bác sĩ tư vấn thêm cái đó để trong video sau. Rồi bây giờ mình sẽ tháo ra nè. Cả nhà thấy tháo ra thì máy sẽ không hoạt động rồi, khoảng tầm 20 đến 30 giây nó sẽ tắt máy. Rồi bây giờ mình sẽ lại xem cận cảnh để xem cách cài đặt nha. Nó chỉ có một nút thôi, mình đè giữ nha. Đó, mình đè giữ thì nó sẽ vào những chức năng này. Ví dụ mình đè giữ nó sẽ qua chức năng khác. Rồi mình bấm từng giây một cái thì cái ngôi sao nó nhảy xuống nè, nó chảy xuống từng nấc ha, từng nấc một, từng nấc một. Sau đó mình đè giữ luôn. Đó, thì nó sẽ thay đổi cái trạng thái ở trên đây, ví dụ tiếng bíp hoặc là mình cài đặt cái chế độ tăng giảm cảnh báo gì đó. Nhưng mà Hoàng Sơn nghĩ bà con cũng không có nên cài, nó mất thời gian ha. Mình thường hãng nó đã cài ok lắm rồi. Rồi mình bấm vào exit nè.
và thoát ra, tắm giữ 2-3 giây đó. Cả nhà thấy khi di chuyển nè, 2-3 giây thoát ra, rồi sau 2-30 giây nó tự tắt ha. Rồi đó là cách xài khá đơn giản. Rồi cả nhà mình có gì thắc mắc thì cứ liên lạc với Hoàng Sơn theo số điện thoại bên dưới nha, để cập nhật bản giá mới nhất về thiết bị y tế, cũng giống như là ngoài nồng độ oxy trong máu còn có máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy trợ thính, máy trợ đường, rất là nhiều dòng máy để có cái giá của hãng và chương trình ha cả nhà ha. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe.